Xin chào tất cả mọi người đang xem cái video clip này của mình nha. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm súng bút bên mình á, thì mình xin nhắc lại về cái cách giao dịch và liên hệ với mình. Thì số điện thoại để liên lạc trực tiếp với mình là 0706 222 435. Shop tiếng thì chỉ có nhận chuyển khoản rồi gửi hàng, không ship code, không giao dịch trực tiếp. Mọi người lưu ý giúp mình. Thì đây là súng bút nè, súng bút bắn đạn cao su, cái mẫu cải tiến mới nhất. Để mình chỉ ra tại sao mình nói đây là mẫu cải tiến mới nhất. Thứ nhất là kéo rất là nhẹ. Đây, mình làm luôn. Đây nè, mình kéo. Thì kéo rất là nhẹ luôn. Là do mình đã làm dài hơn khoảng bao nhiêu đây rồi. Trước đó mình làm khoảng ngắn vậy, nhưng mà mình đã làm dài. Thì dài cái lò xo của nó đủ lực để nó đập. Và khi mình kéo rất là nhẹ luôn, mình buông ra cái lực đập nó đủ. Còn cái mẫu trước đó, thì nó ngắn hơn một xíu khoảng tới đây. Thì khi mà muốn cho đủ lực thì bắt buộc cái lò xo bên trong này nó chỉ ngắn tới, nó ngắn tới chừng này thôi. Đây, thì bắt buộc là mình phải làm cái lò xo của nó rất là cứng. Cứng thì kéo của nó rất là nặng luôn, nó rất là đau tay, thì đập ra nó mới nổ. Đó, mình chỉ làm dài được xíu là khắc phục được cái nhược điểm đó nha. Còn cái thứ hai nữa, khi mà mình kéo đi, đó. Cái mẫu cũ á thì nó làm ở đây nè, cái cốp ở trên nó làm. Thôi mình khỏi có giải thích ở bên trong này đi. Nôm na là mình rung lắc nè, thì nó không có bị tột cái nắp này làm kim quả đập xuống nha. Nè, cái mẫu cũ á, nó dễ anh em mà xài những cái mẫu bút cũ á, thì cái này nè, khi mình kéo lên nha thì nó rất là dễ đập lên, nó bị tột cái khớp này. Nhưng mà cái mẫu này mình đã cải tiến ra rồi nè. Đây, có rung lắc cỡ nào cũng không có bị cốp cái cò này vô được, cốp cái kim mã này vô được. Chỉ khi mình bấm nút thôi. Đây, chỉ khi mình bấm nút thì nó mới đập. Rồi, cái thứ ba nữa là mình đã làm luôn cái đích dặn ở sau này. Khi một thời gian sau đó, mình anh em mình chơi những cái dòng mình tầm khoảng gần một năm hoặc mấy tháng tùy. Anh em chơi nhiều chết thì cái lò xo bên trong này nhiều khi nó bị giãn hoặc là nó chết. Cái lò xo thì hoặc là nó yếu lực thì nó không có đủ lực á, mình cũng tự thay luôn. Cái này nó có gắn cái chốt mà lấy cái này cho nó dễ. Đây, thì mình tự tháo ra, tháo cái đít này ra. Đây có cái lò xo, thì mình mua cái lò xo khác và thế vào thôi, rất là tiện, dễ sửa chữa nữa. À, còn cái mẫu cũ thì làm cái đen và khóa dán lại trên này khó mở cực kỳ luôn. Nó có hư hao vậy, anh em mình có thể tự sửa chữa được ở nhà. Đó, mình làm như thế này nó đơn giản. Nếu mà mọi người có sử dụng sau này thì nó dễ bảo trì, có thể tháo ra chùi rửa kim hỏa rồi. Đó, rất là dễ dàng luôn. Rồi, một cái nữa là có một câu hỏi mình giải đáp luôn, là xài cái này có một viên à, rồi bắn hộp rồi ta lại chém chết nói như thế đó. Thì mình cũng xin thưa, nếu mà các bạn sợ như thế thì mình bỏ ra số tiền nhiều hơn, mình chơi những cái dòng cao cấp hơn đi, thì nó mắc tiền hơn. Thì cái dòng súng bút mà nó có 2 triệu thôi, thì đổi lại nó chỉ bắn được một viên. Tiền nào thì cái giá trị của nó tương đương với cái giá trị sản phẩm. Đó, mình mua cây mười mấy triệu đi, nó thì nó được 6-7 viên gì đó. Đó, đây là súng bút thì nó bắn được có một viên thôi, ngược lại thì giá thành nó rẻ 2 triệu thôi. Đấy. Rồi, khi mà mình bắn nó thì trong khoảng bao lâu rồi mình thay được cái một viên đạn để mình thao tác luôn nha. Ví dụ như thế này. Đây. Đây. Ví dụ như thế này nha. Từ khi mình bóp sử dụng nè. Rồi, làm từ từ thôi. Tháo nó ra, lấy cái viên đạn lắp vào. Rồi, gắn nó vô. Đó, lên đạn lại. Thì đó, nãy giờ anh em nhẩm tập khoảng mấy giây thì mình thao tác xong, lắp tháo đạn ra đó, và sử dụng tiếp. Rồi, tháo ra, lấy đạn
à, cho lấy đạn ở trong túi từ từ 3-4 giây là lắp vào nè, bỏ vào và gắn lại ở đây nè, gắn lại kéo lên à, thì mình nhẩm cái tầm khoảng 10 giây là mình đã thao tác xong một cái lắp đạn, tháo ra lắp vô và sử dụng à, thì súng bút à, thì súng bút cải tiến mới này của bên mình thì có một số cái ưu điểm như thế à, mình chia sẻ với tất cả mọi người luôn nha. Đây là súng bút bắn đạn cao su, thì lưu ý nha, bên shop của Tiến này chỉ nhận chuyển khoản xong mình gửi hàng nha, không có ship code, mình nói cụ thể luôn cho tất cả mọi người được biết à, bán thì giá cả cụ thể, phương pháp giao dịch cụ thể. Mình không thích cái kiểu bán hàng mà eBay inbox nhắn tin cho mình như thế, mình không thích, không gọn gàng, giá cả phải gọn gàng, cách giao dịch mua bán mình nói cụ thể như thế à, ai anh em mình được ủng hộ tin tưởng thì hãy nhắc máy alo hỏi đi, phiền mất thời gian nha. Rồi mình kết thúc cái video tại đây nha, anh em nào muốn mình làm những cái video khác thì cứ để lại ở bên dưới bình luận. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt.